Xin chào các bạn, trong cuộc đời ai cũng muốn làm một nhà DJ. Xin chào các bạn, trong cuộc đời ai cũng muốn làm DJ chuyên nghiệp. Chính vì thế trong Cubase người ta xuất hiện một cái plugin dùng để các bạn DJ cho vui. Và đó chính là plugin Lost Smart trong Cubase. Và để sử dụng Lost Smart FX các bạn cần phải chọn cái check. Và để sử dụng cái Lost Smart FX các bạn cần phải chọn cái check mà bạn muốn sử dụng nó. Sau bạn vào phần insert và vào tìm phần order. Và tất nhiên rồi. Không biết nhét nó vào đâu, phải chọn phần order, đúng rồi. Lost Smart FX. Ok, đây là cái giao diện của cái Lost Smart FX Live. Và giả dụ mình tắt cái Lost Smart FX này đi. Mình play đoạn nhạc gốc. Bạn có thể nhìn thấy rằng tại mỗi lần mình play có một đoạn sóng này đi qua. Và ở dưới này nó có một bốn cái nốt nhạc, đúng không ạ? Thực chất nó là chỉ là một cái lưới để chia cái mức độ tác động của nó lên mà thôi. Giả dụ mình chọn cái nốt trắng này, bạn có thể nhìn thấy nó chia khuôn nhạc ra, đúng không ạ? Chia nhỏ ra. Và tùy vào mức độ tác động này thì các hiệu ứng trong DJ nó sẽ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ bật cái Lost Smart này lên và mình sẽ pick vào từng cái hiệu ứng cho các bạn nghe nhé. Có điện. Tua. Quay vòng ấy. Lặp lại hai lần. Đó, ấn nút. Mute. Đấy. Đây. Đấy. Bây giờ mình thay đổi cái grip của nó đi, bạn sẽ thấy cái tác động của nó khác nhau, đúng không ạ? Đó, dài hơn nữa. Đó, tăng này đi, đúng không ạ? Dài hơn này. Đấy, ngắn hơn này. Đó. Và có câu chuyện xảy ra là làm thế nào để có thể là sử dụng cái Lost Smart này vào trong cái pha nhạc. Và tất nhiên khi bạn nhìn ở dưới này thì bạn đã chú ý, bạn có thể thấy là ở đây là đồ dê mi pha son, đúng không ạ? Ở đây là pha son la si đô, đúng không ạ? Đó. Thì nó tương đương với cái nốt MIDI ở trên bàn phím của mình, với cái C3 ở giữa là shutter là C3. Vậy thì để sử dụng Lost Smart này bạn phải kết nối nó với một cái MIDI check. Và bây giờ mình sẽ tạo một cái MIDI check. Mình có tên là MIDI cho Lost Smart chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình mới chuẩn bị Lost Smart, loop mask. Đấy. Giờ mình chuẩn bị thằng DJ rồi đấy. Đấy. Và bây giờ bạn pick cái, bạn kích hoạt cái Lost Smart MIDI này lên. Bạn nhập phần đầu ra là phần electric leak Lost Smart đây, tức là cái check này mình đang sử dụng đây. Giả dụ cái check này mình là ghi là check Lost Smart đi. Lost Smart. Ok. Vậy thì ở trong phần MIDI này mình phải chọn cái phần check là Lost Smart, đúng không ạ? Và với cái phần hiệu ứng là Lost Smart và với cái phần đầu vào là MIDI in. Lúc này bạn có thể sử dụng cái MIDI này để tạo hiệu ứng Lost Smart. Bây giờ mình sẽ play. Đó, mình ấn MIDI. Đó. Chính vì thế bạn sẽ sử dụng được cái Lost Smart này. Giả dụ bây giờ mình sẽ ghi âm cái phần MIDI này. Và như bạn nhìn thấy là cái phần MIDI đã được ghi ra như thế này. Đó. Và bây giờ, giả dụ như là mình play đoạn này. Và đó là cách để bạn sử dụng Lost Smart, một cái công cụ để bạn biến thành một người DJ hoàn hảo.